Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trang truyền hình huyện Nari số tháng 5 năm 2020. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nari 22 chi bộ đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nari hỗ trợ xây dựng bàn giao được 10 nhà đại đoàn kết trong năm 2020. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị khán giả, tính đến hết ngày 19 tháng 5, huyện Nari có 22 trên 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 19 trên 30 chi bộ trực thuộc, 3 trên 19 đảng bộ đã tổ chức xong đại hội. Theo đó, các chi bộ đảng bộ trực thuộc huyện ủy bắt đầu tổ chức đại hội từ cuối tháng 3 năm 2020. Đảng bộ huyện Nari đã lựa chọn hai đơn vị là đảng bộ xã Xuân Dương và chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá chung, công tác tổ chức đại hội các cơ sở đều đảm bảo đúng theo hướng dẫn, văn bản của Đảng, cấp ủy các cấp và theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Để triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ huyện Harry đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội và các điều kiện đảm bảo việc tổ chức đại hội đúng quy định. Theo kế hoạch, các chi đảng bộ còn lại sẽ tổ chức xong đại hội trong tháng 6 năm 2020. Hiện nay, huyện Nari có hơn 690 ha diện tích cây ăn quả các loại, đạt hơn 96% kế hoạch huyện. Cây ăn quả tập trung nhiều ở các xã Kim Lư, Cường Lợi và Liêm Thủy. Trong tổng số diện tích các loại cây ăn quả có hơn 454 ha diện tích cây cam quýt, hơn 22 ha hồng không hạt, trong đó hơn 5 ha được trồng mới. Diện tích các loại cây ăn quả khác là 217 ha, đạt 100% kế hoạch. Những năm qua, huyện Nari đã quy hoạch các vùng chuyên canh, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả phù hợp với điều kiện của từng vùng. Việc mở rộng diện tích trồng cây ăn quả đã mang lại nguồn thu nhập khá cho một số hộ dân trên địa bàn huyện Nari, đồng thời cũng mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của địa phương. Thưa quý vị khán giả, trong năm 2020, từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp, huyện Đa Rì đã tiến hành hỗ trợ xây dựng, nghiệm thu và bàn giao được 10 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 400 triệu đồng. Số nhà đại đoàn kết trên được triển khai tại 7 xã: gồm Kim Hỷ, Lương Thượng, Văn Lang, Văn Vũ, Trần Phú, Quang Phong và Côn Minh với mỗi nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền thì trong quá trình triển khai, các đoàn thể ở địa phương cũng đã huy động các đoàn viên hội viên hỗ trợ ngày công lao động để giúp san lấp mặt bằng vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng nhà cho các hộ nghèo đến nay tất cả các ngôi nhà đại đoàn kết đều đã được hoàn thành bàn giao cho các hộ dân giúp các hộ gia đình có nơi ở ổn định yên tâm lao động sản xuất từng bước vươn lên trong cuộc sống với đặc thù là miền núi có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi gia súc những năm trước đây người dân thôn nà kèn xã sơn thành huyện nari chăn nuôi đàn đại gia súc theo phương pháp tập quán chăn thả tự do nhưng hiệu quả kinh tế thấp song qua thực tế thấy được chăn nuôi theo phương pháp nhốt chuồng để vỗ béo mang lại thu nhập khá cao người dân đã làm theo và bước đầu có hiệu quả Thôn Nà Kèn, xã Sơn Thành, 100% đều là dân tộc nùng, di cư từ tỉnh Cao Bằng xuống từ năm 1979. Lúc đó chỉ có vài hộ, nay đã lên đến 25 hộ với 107 nhân khẩu. Các hộ dân ở Nà Kèn tận dụng quỹ đất sẵn có để trồng giống cỏ VA06 để làm thức ăn chăn nuôi gia súc, vì giống cỏ này được xác định là giống cỏ chủ đạo trong việc chăn nuôi cho bò vỗ béo. Nhờ đó, người dân hoàn toàn chủ động được nguồn thức ăn thô xanh, giàu dinh dưỡng. Chỉ trong thời gian từ 2 đến 3 tháng, có thể thu lãi từ 3 đến 5 triệu đồng một con. Có thể thấy nuôi trâu bò ngựa theo phương pháp chăn nuôi vỗ béo cao hơn nhiều so với việc trồng lúa, trồng ngô và các loại cây trồng khác. Hiện nay trên địa bàn thôn Nà Kèn có tổng số khoảng 90 con trâu và ngựa. Trong số này trên 50 con, người dân nuôi theo phương pháp nuôi nhốt chuồng, vỗ béo, thấy hiệu quả cao hẳn so với phương pháp nuôi truyền thống. Các hộ chăn nuôi theo phương pháp nuôi nhốt cho biết, để phòng ngừa dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi, cần chú ý đến thực hiện vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ. Một năm có thể nuôi từ 3 đến 4 lứa, nguồn vốn được quay vòng liên tục cho nên hiệu quả mang lại cao. Như vậy, nhiều hộ dân trong thôn vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. So sánh giữa việc chăn nuôi truyền thống và việc vô béo thì bên vô béo nó lợi nhuận hơn. Với lại uh, gia đình em thì chăn nuôi truyền thống lâu rồi thì nó không kinh tế bằng thì em lại có ý định là mở ra chuyển sang vô béo và mở hợp tác xã để mở rộng phát triển ra để đầu ra và đầu vào nó thuận tiện hơn để nhân rộng mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo khi hợp tác xã nuôi trâu bò ngựa nhốt chuồng vỗ béo của Na Kèn được thành lập. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nà Rì sẽ thành lập phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân từ cách thiết kế chuồng trại, chế độ dinh dưỡng, công tác vệ sinh, phòng bệnh và đồng hành cùng hợp tác xã trong việc cung cấp các sản phẩm hay là các nội dung liên quan đến quy trình chăn nuôi nhằm giúp người dân yên tâm đầu tư chăn nuôi, phát triển đàn gia súc theo hướng hàng hóa hiện nay trên địa bàn huyện Na thì có rất nhiều các cái tổ hợp tác chăn nuôi châu bò, ngựa vỗ béo. Thì tuy nhiên để có một cái uh, uh, nhóm uh, quy mô như ở thôn Nà Kèn thì trên địa bàn huyện chưa có. Hiện nay thì trong thôn thì có uh, 25 hộ gia đình thì một trăm đều chăn nuôi châu bò vỗ đẹp. Ấy. và chuyển đổi uh, gần như là uh, các cái diện tích uh, đồng đất sang uh, trồng cỏ để phát triển chăn nuôi thì với cái diện tích ở thôn này hiện nay trên 30 ha thì với cái nhu cầu hiện tại về cái đầu ra cho con trâu bò cũng như là các cái sản phẩm đầu vào thì cái nhu cầu phát triển hợp tác xã của thôn Nà Kèn là rất là phù hợp. Đặc biệt là hiện nay tỉnh ta đang khuyến khích mở rộng các cái mô hình hợp tác xã trong chăn nuôi À, vì thế là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn cũng à, rất là ủng hộ cái phương án thành lập hợp tác xã. Có thể nói chăn nuôi đàn gia súc theo phương pháp nuôi nhốt vỗ béo sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh, tiết kiệm sức lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân để lo đầu ra cho sản phẩm trâu bò. Hiện nay, huyện cũng đang tập trung xúc tiến thu hút đầu tư các dự án, có định hướng cho hợp tác xã khi thành lập sẽ tiến tới đầu tư, chế biến thịt gia súc để hướng tới tạo ra sản phẩm thịt có thương hiệu, từng bước thâm nhập vào thị trường. Hiện nay, nhiều thanh niên ở xã Cư Lễ, huyện Na đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ mô hình nuôi rúi tự nhiên. Đây được xem là nghề mới giúp thanh niên khởi nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, có nhiều triển vọng làm giàu. Rúi là động vật gặm nhấm sống nhiều ở các khu rừng nhiều che nứa. Trong tự nhiên rúi thường ăn các loại củ quả, măng tre, rễ cây rừng. Do vậy thịt rất thơm ngon và được xem là đặc sản, bán rất được giá. Tuy nhiên rúi rừng ngày càng ít dần do săn bắt. Trước nhu cầu của thị trường, rúi đang được nhiều thanh niên ở xã cư lễ đưa vào nuôi, bước đầu mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Từ mô hình của đồng chí Đặng Văn Hiệu là mô hình nuôi rúi sinh sản ở tại tri đoàn thôn Khởi Quân và hiện tại qua mô hình của đồng chí Hiệu đã loan tỏa ra các đoàn viên ở trong chi đoàn, nhất là một số đoàn viên ở các thôn lân cận nữa cũng đã tham gia mô hình nuôi rúi sinh sản và hiện tại đang cho thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng trên một năm. Hiện nay đã có nhiều thanh niên nuôi rúi tại xã Cư Lễ. Điển hình như anh Nông Văn Thiết, tri đoàn thôn Khao Pần đã đầu tư trên 150 ô nuôi, mỗi ô có từ 2 đến 5 con. Anh tham gia nuôi từ năm 2017. Ban đầu khi chưa có vốn, anh tự vào rừng tìm, đàm được con nào anh để nuôi con đó, vừa nuôi lấy giống vừa học hỏi kinh nghiệm người đi trước. Sau một thời gian nuôi thử, anh nhận thấy rúi là một con vật khá hiền lành, dễ nuôi, vốn ban đầu không quá tốn kém. Thức ăn chính của rúi đơn giản, dễ kiếm, chủ yếu là các cây thuộc họ nhà tre, mía. Rúi sinh sản nhanh, một năm khoảng 4 lứa, mỗi lứa khoảng 3-5 con. Khi đã có kinh nghiệm, anh đã mua thêm con giống về nuôi. Đến nay, gia đình thường xuyên có rúi giống, rúi thương phẩm bán. Hiện tại, có hàng trăm con rúi trong chuồng. Cùng với anh Thiết, nhiều đoàn viên xã Cư Lễ cũng đã bắt đầu nuôi rúi. Trong đó có anh Nông Văn Dũng, đoàn viên tri đoàn thôn Cặm Miều cũng là người mạnh dạn phát triển kinh tế. Năm 2017, anh tập trung trộm nấm, sau đó chuyển sang nuôi hàng trăm con thỏ. Đến năm 2018, thấy giá trị kinh tế từ nuôi rúi đặc sản, anh đã tham gia nuôi. Hiện nay, gia đình anh có hơn 100 ô nuôi rúi sinh sản và rúi thương phẩm, góp phần ổn định kinh tế. Ở trong thời gian tiếp theo, ban chấp hành đoàn xã sẽ tham mưu cho thường trực đạo ủy và đoàn cấp trên để có thêm những cái nguồn vốn vay cho đoàn viên thanh niên là khởi nghiệp tại trên mảnh đất quê hương của mình và cũng sẽ tham mưu cho cấp trên là mở những cái lớp tập huấn để về nuôi rúi, để phát triển để đoàn viên nắm rõ về kỹ thuật để nuôi dúi có hiệu quả hơn được biết nuôi rúi vòng xoay vốn nhanh, ít rủi ro, thịt rúi được xếp vào loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, mát, giàu đạm, lợi ích kinh tế cao. Mỗi năm rúi đẻ từ 3 đến 4 lứa, mỗi lứa 2 đến 5 con. Một cặp rúi từ khi đẻ ra hơn một tháng tách mẹ, cân nặng khoảng 0,3 kg, đã bán được 300.000 đồng. Sau đó nuôi tiếp khoảng 5 tháng nữa là đến thời kỳ cặp rúi giống này sinh sản. Nếu cặp giống cân nặng khoảng 1 kg có giá 1,5 triệu đồng một cặp, rúi thịt có giá khoảng 400.000 đồng một kg. Như vậy tính bình quân mỗi năm một hộ nuôi khoảng 100 con rúi thịt, mỗi con nặng khoảng 2 kg đã có thể cho thu nhập gần trăm triệu đồng. Để mô hình nuôi rúi của thanh niên xã cư lễ trở thành một mô hình chăn nuôi hiệu quả kinh tế, thiết nghĩ cần sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho các thanh niên có mô hình nuôi rúi tham gia học tập kinh nghiệm về nuôi rúi nói riêng và mô hình phát triển kinh tế hiệu quả nói chung để áp dụng vào thực tế đi đầu trong xoa đói giảm nghèo. Quý vị khán giả vừa theo dõi trang truyền hình huyện Ba Bể số tháng 5 năm 2020. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.